Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của Thành Anh. Thì tiếp theo clip đầu tiên thì Thành Anh đã làm thành công được một cái lọc gồm có 4 ngăn cho cái hồ cá 2 khối 2 của Thành Anh. Cái hồ này thì trước đây Thành Anh đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Cái hồ này là Thành Anh hồ tự chế, tự làm với cái chi phí cực thấp dưới 1 triệu đó các bạn, dưới 1 triệu. Thì Thạch Anh lắp toàn bộ bằng cao su ở miền Nam, nói là cao su, còn ở ngoài Bắc nói là bạc hay như thế nào đó thì Thạch Anh không biết. Nhưng mà ở đây Thạch Anh lót bằng cao su, và cao su này nó có hai mặt nha các bạn. Một là màu xanh, hai là màu cam. Nó rất là bền các bạn. Cái hồ này nó chạy vận hành đến thời điểm này là 2 năm lẻ rồi đó các bạn. 2 năm lẻ rồi. Tuy nhiên nó làm việc rất là tốt và nuôi cá rất là hiệu quả. Khoảng tháng 3, tháng 4 của năm gì rồi thì Thạch Anh có một cái sự cố là cái CB chống giật đó. Cái máy lai test ở dưới hút đáy đó nó bị chập điện. Rồi cái CB chống giật ở trên này. Ở đây Thạch Anh có một cái tụ điện để cái hộp để điện này. Có cái CB chống giật trên đó nó sẽ dập. Vô hình dung nó dập mất hết điện đồng bộ trong hệ thống hồ. Thành ra là sáng dậy thì Thạch Anh thấy toàn bộ cá nổi lên hết các bạn. Thì đó là một cái điều đáng tiếc. Tuy nhiên đó cũng là một cái bài học đối với tất cả các bạn nào mà sử dụng máy bơm hoặc là sử dụng điện thì cần phải chú ý khi mà chúng ta chơi các bạn ha. Thì trong clip ngày hôm nay thì Thạch Anh sẽ chia sẻ lại đối với cái hồ mà Thạch Anh làm với cái chi phí cực là thấp, để cho các bạn nào đam mê về cá chép coi đó các bạn. Nếu mà mình đam mê nhưng cái chi phí của mình còn eo hẹp thì các bạn làm cùng với Thạch Anh nhé. Ở đây thì Thạch Anh xin nhấn mạnh cái hồ này Thạch Anh đã vận hành 2 năm lẻ rồi đó các bạn. Cái hồ vận hành 2 năm lẻ và cái hệ thống lọc, hệ thống bạc cũng như là nước ở trong hồ là các bạn, nó trong khe luôn các bạn nhìn thấy không? Nước trong hồ trong khe, cá cực kỳ khỏe mạnh. Khi mà chúng ta đam mê chơi cá coi thì cái đầu tiên là chúng ta phải làm được cái hồ. Cái hồ như thế nào không biết nhưng mà cái hệ thống lọc phải đảm bảo các bạn. Cái hệ thống lọc đảm bảo ở đây thì Thạch Anh cái đây các bạn nhìn thấy cái hệ thống lọc của Thạch Anh này gồm có máy bơm, một cái máy bơm lai test 4500 lên trên này và đổ vào một cái bồn chứa, cái thùng đó là gọi là cái thùng lắng tràn các bạn. Nó sẽ lắng phân gà nó tràn lên trên cái ống trên này. Cái ống này Thạch Anh đi cái ống 60 hay là ống 49 gì đó Thạch Anh quên rồi đó, nó sẽ tràn vào đây. Đây là hai cái ngăn bằng mũ, mà các bạn để ý đi, những cái thùng bằng mũ này đó thì nó sẽ giảm dần cái tính năng sử dụng theo thời gian. Lý do là khi mà trời nắng mũ này rất là giòn, thành ra là hiện đại thì nó cũng đang bị xuống cấp rồi. Chính vì thế thì Thạch Anh đã làm để thay thế cho cái hệ thống thùng lọc cũ của Thạch Anh đây, thì nó là cái hệ thống mới và Thạch Anh đã cải tiến. Thì cải tiến ở đây là cải tiến những cái vách như thế này thì Thạch Anh cũng đã chia sẻ trong clip màu rồi. Các bạn nào chưa xem thì các bạn xem, cũng như là cái quy trình cái cách thức để làm. Thì bây giờ Thạch Anh sẽ tiến hành thay thế cái hệ thống lọc cũ bằng hai cái thùng này bằng cái hệ thống lọc mới mà Thạch Anh đã làm đây. Thì mời các bạn xem và trải nghiệm với Thạch Anh nhé. Nè các bạn nhìn thấy không, khi mà trời nắng trời mưa đó, những cái mần mũ đó thì nó sẽ giòn và nó sẽ dễ bể theo thời gian các bạn. Bởi vì ở đây là cũng hai năm hơn rồi, thành ra là cũng không cách được đó, bởi vì nó rất là giòn và nó chuẩn bị hư hết rồi. Các bạn nhìn thấy không? Nó bị mục hết trơn rồi nè. Và khi mà cái thùng lắng này nè, nó tràn lên ở dưới, nó bùng bơm lên khi mà nó lắng xong rồi nó tràn qua bằng một cái ống này là ống 34 các bạn ha, chính xác là ống 34 đó. Thì nó qua một cái ngăn đầu tiên là cái ngăn Thạch Anh để tấm di mắc này các bạn, những cái tấm lọc tấm di mắc. Thì ở đây thì Thạch Anh chỉ có làm 4 ngăn thôi, Thạch Anh không có làm ngăn nhỏ. Thì ở đây chưa có cải tiến, thành ra trong quá trình sử dụng thì Thạch Anh thấy được nếu mà mình cải tiến lên nữa thì một hồi Thạch Anh sẽ chỉ cái mới và cái cải tiến cho các bạn xem. Và đây là cái ngăn thứ hai đó, các bạn nhìn thấy không, cái ngăn thứ hai này thì Thạch Anh để qua một năm, các bạn thông cảm nhé.
Bởi vì Thạch Anh quay bằng một cái tay, một tay kia làm việc không ai quay, họ quay quay thế, thành ra là không có có hơi, nó hơi giật hơi lắc, các bạn không cảm nhé. Thì đây và đây là một cái ngăn thứ hai. Ngăn thứ hai này Thạch Anh để đá nhâm thạch này các bạn, để đá nhâm thạch, sứ lọc. Cái ngăn thứ hai Thạch Anh để sứ lọc, và qua cái ngăn thứ ba là đá nhâm thạch, và cái ngăn thứ tư là ra ngoài đó các bạn. Thì đó là cái hệ thống lọc cũ nha. Bây giờ Thạch Anh sẽ tắt máy và sẽ thay thế bằng hệ thống lọc mới cho các bạn xem nó vận hành như thế nào các bạn nhé. Cái hồ này thì Thạch Anh gần 2 tháng rồi Thạch Anh chưa có thay nước đó các bạn. Ngày hôm qua thì Thạch Anh tính thay, tuy nhiên làm trễ quá rồi Thạch Anh không thay luôn. Đây các bạn nhìn thấy nó hệ thống lọc vận hành như thế này. Trong cái máy bơm từ cho trong hồ bơm lên cái thùng này. Cái thùng này là cái thùng lắng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thùng lắng khi mà lắng tràn đó, nó tràn qua đây. Nó tràn qua đây, nó gặp những cái tấm xi măng này. Rồi nó mới qua một cái ngăn nhỏ bên đây. Các bạn nhìn thấy ở dưới đáy của cái ngăn lắng, cái ngăn lọc sơ lọc thô này đó. Thì các bạn nhìn thấy ở dưới đáy nó cặn không rồi các bạn thấy không? Đây là một cái điểm mới trong cái hệ thống lọc lần này Thạch Anh làm một cái ngăn, thêm một cái ngăn lắng tạm nữa. Thì nước nó sẽ qua cái lỗ 90 mà Thạch Anh đang làm đó, nó sẽ xuống dưới đáy của cái ngăn thứ hai này. Đó các bạn nhìn ha, nó xuống dưới đáy của ngăn thứ hai này. Và nước lên đây hầu như là nước sạch rồi nè các bạn, nó không còn một miếng lợn cợn nào luôn. Đó. Và hai ngăn này là hai ngăn gọi là vật liệu lọc, sứ lọc và đá nhâm thạch đó các bạn. Đó. Và cái ngăn thứ tư là cái đèn UV ra ngoài. Đó các bạn nhìn thấy không? Đó là đèn UV ra ngoài. Nước rất là đẹp luôn. Qua tới cái ngăn thứ tư này là nước sạch hoàn toàn rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Nước sạch hoàn toàn luôn. Về việc nuôi cá coi đó các bạn, thì để cá chúng ta khỏe mạnh, mau lớn, trải nghiệm nuôi thật thú vị, thì cái vấn đề cốt lõi là cái lọc và cái hồ, đó là vấn đề cốt lõi. Chúng ta chơi coi là cái điều quan trọng nhất là cái hồ và cái hệ thống lọc, chứ không phải là cá chép coi các bạn nha. Cá chép coi thì tùy theo khả năng của tất cả các bạn. Các bạn có thể chơi cá Nhật, cá Trung, cá Việt, đó là tùy thích của mọi người. Tùy vào cái tình hình tài chính của mọi người. Tuy nhiên cái hệ thống lọc thì chúng ta cần phải đảm bảo đầy đủ cũng như là thật tốt để nuôi những em cá coi này các bạn nha. Thì đối với cái hồ này của Thạch Anh là 2002 nè các bạn. Cái hồ này Thạch Anh làm cách đây 2 năm mấy rồi, và Thạch Anh làm bằng bạc. Thì hôm nay thì Thạch Anh đã làm lại cái hệ thống lọc. Thì nhân tiện đó thì Thạch Anh chia sẻ với tất cả các bạn luôn, và cũng như là lưu ý với tất cả các bạn, mùa mưa cũng gần đến rồi, mùa mưa cũng gần đến rồi, và những cái cơn mưa đầu mùa đó thì nó rất là nguy hiểm đối với những hồ cá coi ngoài trời. Thì chúng ta cần lưu ý, chúng ta cần phải đảm bảo vi sinh, đảm bảo hệ thống lọc, đảm bảo cái về điện. Thì những cái yếu tố đó chúng ta cần phải cân nhắc làm cho nó thật tốt các bạn nha. Cái nước trong hồ này các bạn, nước trong hồ này thì Thạch Anh để gần 2 tháng rồi Thạch Anh chưa thay, do bận công việc nhiều quá, từ beta, từ gobi và thức ăn các kiểu thì Thạch Anh không có thay nước. Cái mật số những em cá coi trong hồ này thì không còn dày như trước nữa. Trước nay Thạch Anh nuôi có khoảng 80 em, rất là đẹp, rất là đẹp các bạn. Các bạn nào mà chưa xem về cái hồ mới làm của Thạch Anh á, thì trong kênh BBT Khám Phá Sở Thích Thạch Anh có chia sẻ đó, những em cá rất là đẹp luôn. Và điều đáng tiếc là em nó sau khi một đêm sự cố về điện thì em nó mất khoảng 60 em các bạn ha. Và đây là những em cá Thạch Anh mới nuôi lại. Thì quay lại vấn đề làm sao mà để cho cá sống tốt, cá sống khỏe, nguồn nước trong sạch đẹp để chúng ta có thể ngắm cá vào những buổi sáng và những cái thời gian rảnh, thì có 3 cái yếu tố các bạn. Cái yếu tố là hồ lọc lắng, đó là yếu tố đầu tiên, cái yếu tố tiên quyết rồi. Cái yếu tố thứ hai nữa là vấn đề về vi sinh. Thì hiện tại thì trên thị trường có rất là nhiều cái loại vi sinh các bạn. Tuy nhiên để chọn ra một cái loại vi sinh tốt với cái giá cực kỳ tốt thì chúng ta
phải có kinh nghiệm cũng như là có sự trải nghiệm rồi, hoặc là có những cái bạn nào đã xài rồi họ chia sẻ lại. Ở đây Thạch Anh sẽ dùng một cái loại vi sinh này mà Thạch Anh phân phối rất là nhiều rồi, và tất cả các bạn chơi coi đã mua của Beta Thạch Anh rồi cho đánh giá rất là cao. Hiện tại cái con Bacillus trên thị trường này hầu như là nó rất là phổ biến, và hiện tại trên cái chủng vi sinh ở Việt Nam đó thì chưa có con nào qua con Bacillus này. Cái phần sau là cái phần mũ, cái phần là cái mật độ trong mỗi 1 gram thì nó là bao nhiêu. Thì tại sao Thạch Anh chọn cái loại vi sinh này? Cái thứ nhất là nó kiểm soát được khí độc trong hồ của chúng ta các bạn. Khi mà những em cá koi này nè, nó ăn rồi nó vệ sinh ở trong này cũng là một cái chỗ, và tuy rằng cái hệ thống lọc của chúng ta nó lọc chỉ có được phân, tuy nhiên cái khí độc ở trong cái nguồn nước này á, thì về lâu về dài nó sẽ có các bạn. Để mà tìm được một cái vi sinh mà nó hấp thu được cái khí độc và nó làm việc tốt, làm cho nguồn nước trong như thế này thì cực kỳ khó. Và cái nếu mà cái giá của cho nó, để nếu mà có thì cái giá của nó rất là cao. Tuy nhiên ở đây thì Thạch Anh làm bên lĩnh vực thủy sản nên ra Thạch Anh có được con loại vi sinh này rất là tốt các bạn ha, với cái giá cực kỳ hấp dẫn. Các bạn nào cần thì các bạn cứ inbox vào Thạch Anh. Chứng minh ở đây luôn là cái nguồn nước này Thạch Anh 2 tháng rồi chưa thay nè các bạn. Các bạn nhìn thấy nước trong không? Nước trong cá khỏe, cá bơi lội rất là tung tăng. Đó là cái vấn đề về vi sinh, vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề về thức ăn. Về cơ bản các bạn, cá koi có một số bạn nói là mua cắm chợ 10.000, 20.000 nó cũng có thể cho ăn được. Điều đó cũng có thể được các bạn. Bởi vì những cái con cá mà nó đói thì lúc nào các bạn thấy cám thì nó ăn thôi. Nhưng mà cái vấn đề cám nó cũng chiếm một cái phần tỷ trọng rất là lớn, dẫn đến cái sức khỏe của em cá koi và cái nguồn nước của chúng ta. Nếu mà các bạn cho ăn cám dưới 40% đạm thì, trừ những cái loại cám nhập như là Sakura nó có 38 đạm, đối với cám tăng màu, tăng trọng nó hai loại đó các bạn ha, thì cái nguồn nước nó sẽ không đảm bảo và cá chúng ta sẽ chậm lớn. Đó là cái điều hiển nhiên. Ở đây thì Thạch Anh có phân phối là ba loại cám. Thứ nhất là cám Sakura, cái thứ hai là cám Kingfish, cái thứ ba là cám Teola. Thì ba loại cám đó với những cái tầm giá theo từ cao xuống thấp các bạn. Thì ở đây thì Thạch Anh có một cái loại cái túi cám Kingfish đây các bạn. Đây, cám Kingfish, và Thạch Anh đang phân phối cái loại này rất là nhiều với cái giá rất là tốt các bạn. Với độ đạm là 42% đạm. 42% đạm, nó có 3 size các bạn, size S, size M và size L. Thì tương ứng với những em cá size S là từ dưới 13cm trở xuống, M là từ 15cm trở lên 30, và từ L là 30. Thì ở bên trong nó có những cái túi riêng biệt là 5 túi bên trong các bạn. Đây là một cái mới trong cái bao bì năm nay của công ty Kingfish, nó rất là tiện dụng cho chúng ta lấy ra cho dễ và bảo quản luôn các bạn. Thì những cái viên cám này với độ đạm 42% đạm, nó có tăng màu luôn các bạn. Thì khi mà thảy xuống cái mặt nước hồ của chúng ta thì nó không có làm váng dầu, và cá của chúng ta ăn rất là thích, lớn rất là nhanh. Đó là ba yếu tố dẫn đến cái nguồn nước trong, cá khỏe mà Thạch Anh muốn chia sẻ với các bạn trong clip ngày hôm nay. Trong clip ngày hôm nay thì Thạch Anh đã giới thiệu cho tất cả các bạn cái hồ tự làm của Thạch Anh vận hành tốt trong vòng 2 năm và đổi mới cái hệ thống lọc có cải tiến. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ Thạch Anh nhé. BBT khám phá sở thích, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.